Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Crimea bị nã tên lửa ATACMS, 155 người thương vong. Ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea bằng tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS, được trang bị đầu đạn chùm do Mỹ viện trợ. Hầu hết các tên lửa đã bị phòng không Nga bắn hạ, song vẫn có một tên lửa trúng mục tiêu, gây ra thương vong cho dân thường. Theo thống kê sơ bộ, có 4 người, bao gồm 2 trẻ em thiệt mạng và 155 người bị thương, bao gồm 27 trẻ em. Vụ tấn công đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Người đứng đầu Crimea, ông Sergei Aksionov đã tuyên bố ngày 24 tháng 6 là ngày quốc tang tại Crimea để tưởng nhớ các nạn nhân. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng các chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay của tên lửa dựa trên thông tin từ vệ tinh do thám của Mỹ và nhấn mạnh rằng Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công này. Tuy nhiên, cả Mỹ và Ukraine đều chưa lên tiếng về các cáo buộc này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc cung cấp và sử dụng vũ khí. Cách Ukraine sử dụng xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất. Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất theo cách riêng để phù hợp với thực địa, khác với lý thuyết quân sự phương Tây. Trong một sự kiện diễn ra vào ngày 31 tháng 5, bộ đàm của Ukraine nhận được thông báo khẩn cấp về một chiếc xe Nga chở đầy lính bộ binh đang ẩn nấp trong một khu rừng. Một chiếc xe chiến đấu Bradley đã lao vào tác chiến và nã đạn pháo vào chiếc xe Nga. Kết quả là xe Nga lao vào một bãi cỏ, những người lính sống sót chạy vào một tòa nhà. Tài xế của Bradley bị văng ra khỏi cửa, một người lính khác bị gãy chân, còn chỉ huy Victor bị thương ở lưng và đầu gối. Xe chiến đấu Bradley nặng khoảng 28 tấn được Mỹ giao cho Ukraine và lần đầu tiên được sử dụng để tấn công vào hệ thống phòng thủ của Nga trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Được phát triển vào những năm 1980, Bradley được thiết kế để bảo vệ và bổ sung cho đội xe tăng chiến đấu M1 Abrams của Mỹ, có thể chở tới 6 lính băng qua chiến trường an toàn trong lớp giáp dày bảo vệ. Theo lời của Victor, chỉ huy xe Bradley, bộ giáp của xe này rất hiệu quả cùng với các vũ khí trang bị như tên lửa dẫn đường và pháo 25mm, có thể bắn những viên đạn xuyên giáp gây thiệt hại lớn cho đối phương. Việc Ukraine sử dụng xe Bradley theo cách riêng là giải pháp đối phó với thách thức hiện tại trên chiến trường như thiếu vũ khí và đạn dược. Theo lý thuyết quân sự của Mỹ, xe Bradley phải hoạt động theo nhóm và cùng với các phương tiện khác như xe tăng thường tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa để tránh hỏa lực của đối phương. Tuy nhiên, với số lượng hạn chế phương tiện quân sự và máy bay chiến đấu, cùng với mối đe dọa liên tục từ UAV Nga, các chỉ huy Ukraine đã phải sử dụng một hoặc hai phương tiện mỗi lần để tránh bị phát hiện. Ông Rob Lee, thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ cho biết trong bối cảnh thiếu đạn dược, các chỉ huy Ukraine đã sử dụng xe Bradley để tấn công chiến hào và các cứ điểm của đối phương, giúp bảo toàn lính bộ binh mà đơn vị của họ đã bị dàn mỏng. Theo ông Lee, sự linh hoạt này có thể giúp bù đắp cho những hạn chế khác nhau mà lực lượng Ukraine phải chịu đựng. Từ cự ly gần, Bradley có thể nhắm mục tiêu vào các tòa nhà có quân Nga và các công sự ít kiên cố hơn. Đây vốn là nhiệm vụ nguy hiểm và thường nên được giao cho các đơn vị pháo binh bắn từ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cạn đạn pháo, Bradley buộc phải thực hiện nhiệm vụ đó. Sự kiện tấn công Crimea bằng tên lửa ATACMS và cách Ukraine sử dụng xe chiến đấu Bradley đã thể hiện rõ sự phức tạp và khốc liệt của chiến trường. Trong bối cảnh này, vai trò của các vũ khí hiện đại và chiến thuật linh hoạt đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các thách thức và bảo vệ lợi ích quốc gia. Vụ tấn công bằng tên lửa ATACMS vào Crimea và việc Ukraine sử dụng xe chiến đấu Bradley đã làm nổi bật những thách thức và chiến thuật trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Những sự kiện này không chỉ thể hiện sự leo thang căng thẳng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm và chiến lược của các bên liên quan. Với tình hình hiện tại, việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và ổn định khu vực là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Nga tấn công thành phố Kharkiv, gần 60 người thương vong. Chính quyền thành phố Kharkiv cho biết, lực lượng Nga tấn công thành phố này vào ngày 22 tháng 6 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 54 người bị thương, theo Kyiv Independent. Thị trưởng Kharkiv, ông Ihor Terakhov cho biết, quân Nga mở 4 cuộc tấn công
nhằm vào một khu dân cư trong thành phố. Ông Terekhov cũng nói rằng Nga đã dùng bom lượn trong các cuộc tấn công này. Văn phòng công tố Kharkiv cho biết, cuộc tấn công được phát động từ tỉnh Belgorod, Nga, trong đó 3 quả bom lượn đánh trúng một doanh nghiệp ở quận Kholodnohysky và một quả khác đánh trúng một tòa nhà dân cư 5 tầng ở quận Osnoviansky. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, chỉ trích cuộc tấn công này. Theo ông Zelensky, việc Nga tấn công bằng bom dẫn đường phải được ngăn chặn và có thể ngăn chặn được, đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây có những động thái cứng rắn để giúp Ukraine tiêu diệt lực lượng và máy bay chiến đấu Nga. Cũng trong ngày 22 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm quân của nước này đã giành được những lợi thế trên chiến trường, gây thương vong lớn cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS. Đáng chú ý, nhóm quân trung tâm của Nga đánh bại một số lữ đoàn Ukraine ở các khu định cư tại tỉnh Donetsk, gồm Novgorodskoy, Vodvizhenka, Novopokrovskoy, Novoselovka-Pervaya và Torets, cũng như ngăn chặn 7 đợt phản công của Ukraine. Hậu quả là Ukraine mất 425 lính và một số hệ thống pháo. Còn nhóm lực lượng phía Tây cũng chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn, đánh lực lượng Ukraine ở các khu định cư Vavarovka, Novoivanovka thuộc tỉnh Zaporizhia, khu định cư Prechistovka và Netkupnoi thuộc tỉnh Donetsk. Thương vong của Ukraine tới hơn 140 quân nhân và lần đầu tiên một xe chiến đấu bọc thép Senator do Canada sản xuất bị phá hủy. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã mở các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các kho vũ khí của Ukraine, bao gồm những kho chứa UAV và vũ khí phòng không do phương Tây cung cấp, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ở 127 khu vực, theo đài RT. Ukraine gắn tên lửa tầm nhiệt lên xuồng tự sát để ứng phó máy bay Nga ở Biển Đen. Ukraine đã trang bị tên lửa tầm nhiệt R-73 cho các xuồng tự sát của Hải quân nước này, cho phép chúng tấn công máy bay Nga tuần tra xung quanh Biển Đen. Theo trang Business Insider, Tổng cục Tình báo Ukraine HUR hồi giữa tháng 6 xác nhận một số xuồng tự sát Magura V-5 đã được sửa đổi để mang tên lửa không đối không tầm ngắn R-73, nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể. Đợt nâng cấp lớn này đánh dấu sự đổi mới đáng chú ý cho các đội tàu không người lái của Ukraine. Những xuồng tự sát cải tiến này được triển khai lần đầu vào đầu tháng 5 khi chúng được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu ở Biển Đen, HUR cho hay. Các hệ thống này đã trở thành một yếu tố gây sợ hãi và rủi ro nghiêm trọng cho các máy bay Nga, HUR nói thêm. Những phát triển như vậy rất hiệu quả, người Nga rất sợ chúng. Chỉ huy nhóm 13, một đơn vị đặc biệt của HUR chuyên vận hành xuồng tự sát, trả lời phỏng vấn gần đây. Người này khẳng định không nước nào có vũ khí độc đáo như vậy. Vũ khí này đã được lắp đặt và sẽ đem lại kết quả, chỉ huy nhóm 13 nhấn mạnh. R-73 còn gọi là AA-11 Archer, theo định danh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, là tên lửa thời Liên Xô, có công nghệ dẫn đường hồng ngoại và thường gắn trên các máy bay chiến đấu Sukhoi và MiG. Theo giới quan sát, việc trang bị loại vũ khí như vậy cho một xuồng tự sát là một phát triển khác thường, vì các hệ thống giống như xuồng cao tốc trước đây được trang bị chất nổ. Tuy nhiên, sự bổ sung mới mẻ có thể sẽ giúp các hệ thống chiến đấu này năng động hơn khi thực hiện nhiệm vụ. Giờ đây, các xuồng tự sát của Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm nhiệt R-73 để tự vệ trước các cuộc tấn công trên không của Nga, đồng thời cung cấp vỏ bọc cho các hệ thống không người lái khác, từ đó giảm nguy cơ bị tổn thương trước các mối đe dọa từ trên cao. Việc trang bị tên lửa tầm nhiệt R-73 cho các xuồng tự sát thể hiện một sự đổi mới khác cho chương trình xuồng tự sát của Ukraine, giúp Kiev đối đầu hạm đội Biển Đen của Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!